chào các bạn, chào các em. À, thầy chính bắt đầu tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với chúng ta trong phần thứ hai chữa đề của uh, trường trung học phổ thông Nam Tiền Hải Thái Bình. Đây là một trong các bộ đề mà ôn cơ bản 6 đến 7 điểm. Nguyên nhân có được cái phần 2 này là do là cái phần 1 đấy đang que nó cứ bị mờ tịt đấy, chưa? Thỉnh thoảng là, kia uh, livestream Facebook là nó cứ hay thử thầy thế nào, được chưa? Thế nên là cũng thử luôn cả các em ấy, các em, các em chịu khó kiên nhẫn mà Uh, uh, theo dõi Được chưa Đến cùng Được chưa Học cho nó chắc chắn Được chưa Bực quá Tự nhiên Cái video trước Nếu mà có mờ một chút ấy, Thì uh, Các em thông cảm Xin lỗi các em nhé Được chưa nào Cái hiện tượng này là bình thường Hay xảy ra lắm Được chưa <laughs> từ giai đến trẻ, giờ, từ đỏ đến vàng cái gì nghe hết. Chúng ta bắt đầu chữa thôi. Chúng ta đã đi qua câu tích phân 01, câu hình 02, có cả câu hình 03 và vừa đi qua câu hình 03 xong với cái câu hình không gian mở đầu xúc mồm tráng miệng hơi bị đau răng. Bây giờ tiếp tục đến với câu 4. À kia, câu 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 4 là hình Oxyz chắc là làm được. À, dễ mà cho điểm K có tọa độ 246 gọi điểm K' phẩy là hình chiếu vuông góc đi thi kiểu gì cũng có một câu hỏi hình chiếu vuông góc nhé các em cứ để ý kỹ đề từ bộ cho đến các đề khác mà xem đề sở đề gì thế bao giờ cũng có một câu hỏi hình chiếu vuông góc thế nên chúng ta biết ngay hình chiếu vuông góc của một điểm trên trục ô dẹt thì nó sẽ chỉ có dẹt còn các cái xy của nó là cho bằng không hết được chưa như vậy là hai bốn thì biến thành không hết được chưa sáu để nguyên vậy phẩy có tọa độ 0,6 Được chưa? AD lại hỏi vui tính là ô k phẩy Thực ra k phẩy hay là ô k phẩy thì cũng vẫn là 0,06 thôi Tại vì một vectơ mà tính từ cái số 0 thì cũng cũng coi như nhau Lấy k phẩy chứ ô thì nó cũng như là 0,06 Bây giờ hỏi trung điểm mới vui này Trung điểm thì là 003 Đúng không? Cộng lại chia đôi Trung điểm Y của nó Chia đôi cộng lại là 003 Như vậy ta được đáp án câu 4 là Ây! Xong câu này 5 giây là xong nhá Rồi cứ tiếp tục đến với câu tiếp theo nào cái câu hình chiếu vuông góc là cái câu dễ nhất rồi đấy nhá chả có cái câu gì dễ hơn nữa đâu kèm ạ được chưa không làm được nữa thì là còn sơn mới được 7 điểm câu tiếp theo câu 5 nào mặt phẳng nào đi qua điểm m và vuông góc với đường thẳng delta một đường thẳng mà vuông góc mặt phẳng thì vectơ chỉ phương của anh này là vectơ pháp tuyến của anh gì như vậy nhớ như vậy thì chúng ta sẽ làm được ngay. Đọc được vectơ chỉ phương của đường thẳng nằm ở dưới đít phương trình đó là 3 trừ 2 1 sẽ đóng vai trò là vectơ phóc tuyến tức ba hệ số đứng đầu của mặt phẳng. Bởi thế cho nên ta thấy bộ nào là 3 âm 2 1 thì ta dọt luôn. Được chưa? Như vậy 3 âm 2 1 đáp án D điêu. Đáp án C cũng điêu luôn đáp án chỉ còn có A hoặc B Thế thì dễ quá Tiếp tục ta thay điểm M vào Ta thay điểm M vào Ta thay điểm M vào Thí dụ ta thay thử điểm M vào A hoặc B Cái nào bằng 0 thì ta ôm luôn Ta nhẩm như sau 33 là 9 Trừ 2 nhân trừ 1 là thành cộng 2 Rồi cộng Z là bằng 1 Thế bây giờ 9 cộng 2 là 11, 11 cộng với 1 là 12. 12 thì phải trừ 12 là hết. Không thể có cái kiểu 12 để cộng 12 để ra 24 à? Như vậy đáp án A là điêu. Đáp án của chúng ta chính là gì? B, rất là dễ. 5 giây là ra. He he he, rất đơn giản. Các em nhớ nhá, kiểu gì đi thi cũng sẽ có một cái câu viết phương trình mặt phẳng hoặc đường thẳng cái gì dễ, vuông góc không mặt phẳng vuông góc thì cũng sẽ là mặt phẳng trung trực hoặc là mặt phẳng uh, abc rồi ôi ba cái kiểu dạng ấy lúc nào năm nào mà nó chả hỏi chả có nhẽ câu năm mà nó lại cho cái câu giả đời ở tận đâu ư thế nên là cái câu này là mình thử một tí là ra đấy thầy có cần công thức gì đâu thầy làm bằng mồm nó ra câu số 6 cho một cái hàm số liên tục đấy mày thấy không từ lẽ đến giờ nhá thầy may chả cần được bấm máy tính thực ra 30 câu đầu dễ lắm các con tập nhẩm nhanh như thấy nhiều đứa nó bảo là cái gì mà casio 8 điểm thì nó định những câu này nó định casio à hình chiếm mất bốn nó mấy chục câu rồi mà bây giờ nó cho chục câu và hình vào đây nữa mà đòi vào đảm bảo là cái gì bấm 8 điểm à và tan mồm mấy cái đứa nói linh tinh cái gì được chưa đấy mấy câu này ra đây ngồi đấy mà bấm được chưa ba chục câu đầu hầu ngồi tập nhẩm mới phân tích đề như thầy cái việc phân tích loại chữ đáp án là một cái cực kỳ quan trọng các em nhớ nhá Chứ thầy có bấm gì đâu, thầy bấm để cái này cho nó vui mà Xong tí nữa cần thiết thì bấm Cái việc làm nhanh là phải kết hợp giữa cả kiến thức và tư duy Casio cũng chỉ là cái phần đứng sau tư duy mà thôi Làm sao nhanh được bằng đầu mình được, đúng không? Uh, câu số 6 Cho một hàm số À, ứng dụng tích phân ta ghi, ứng dụng tích phân Cái keyword chính ý, trong cái từ này chính là thể tích khối tròn xoay Có hai đặc điểm các em cần phải nhớ Thể tích khối tròn xoay là luôn luôn copy Và tích phân thì chắc chắn phải là fx tất cả bình gì Bình Phương Đừng bao giờ quên nhá Cái này dễ mà Như vậy, người ta cho hai cận rồi là 1 đến 2 Thì cái này phải ở ngoài phải có pi Pi đâu Đây pi nhá, ôi dưới đáp án cha cân tính Cũng biết câu 6 rồi, cái bọn này nó lại Ở đáp án cho dạng đó là Lộ quá, đây là dạng đáp án lộ liễu quá Lộ liễu, quá lộ liễu Ngu nhá, pi bình ngu này pi bình nhá, lại ngu nhá, hai pi là ngu nhá, đáp án chỉ có pi thôi. để chưa đi thi đấy, tao chả cần học, tao cũng biết là đáp án chỉ có pi thôi, có cái gì mà bấm? pi nhân tích phân từ 1 cho đến 2 fx tất cả bình gì, bình phương, cái này là cái cực kỳ đơn giản. Thầy nhắc lại cho kem thêm một lần nữa, đó là đi thi kiểu gì cũng sẽ có một câu hỏi công thức tính diện tích hình phẳng hoặc thể tích khối tròn xoay, không thể khác được. Ừ, rồi mình còn đoán được luôn đề như thế rồi, thì còn cái gì nữa mà để mà tính nữa? kem đã rõ chưa? Em xem đề bộ hay đề sở nào cũng thế thôi Kiểu gì cũng có một câu ở dạng rõ ràng Hoặc cùng lắm là ở dạng Không rõ ràng lắm thì cho ở dạng công thức Nếu mà cho thì mình bấm bố nó máy tính luận được Được chưa Nhưng mà cái dấu hiệu đừng quên nhá Cẩn thận thế là xong Câu số 6 thầy đã đi qua một cách rất đơn giản Chúng ta tiếp tục đến với câu số 7 Câu số 7 là một câu hình tròn xoay Hình mặt trụ, mặt nón, mặt cầu Cho một hình trụ Hình trụ, hình trụ khoanh vào hình trụ nha Có diện tích xung quanh là 4pi Và thiết diện chạy qua trục là một hình vuông Như các em đã biết hình trụ là cái hình này Úi giờ mình vẽ hơi xấu một tí nhưng mà thôi không sao Được chưa Đây Thiết diện chạy qua trục là một hình vuông Thiết diện chạy cắt Thiết diện là một mặt phẳng cắt qua trục Là một hình vuông Ờ, uh, Diện tích xung quanh cho 4pi rồi Thiết diện qua trục một hình vuông rồi Diện tích toàn phần bao nhiêu theo thì tính thì diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy nhớ nhá. Diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. Thế thì diện tích xung quanh người ta cho là 4pi rồi. Bây giờ các em chịu khó tính cho thầy nốt diện tích hai đáy. Diện tích xung quanh thì nhắc lại công thức cho em nghe, diện tích xung quanh của hình trụ là 2piR L hay là 2piR H cũng được. Còn Diện tích hay đấy là 2 pi giờ bình Đấy nó chỉ thay đổi của tí thôi Thế thì diện tích xung quanh Là người ta đã cho cái này bằng gì rồi 4 pi Đúng không Đấy nó đã cho là 4 pi rồi Thế thì từ đây em phải lập luận được ngay Em lại lập luận được ngay Đó là giờ nhân với h giờ nhân với h chắc chắn bằng 2 đúng không? Giờ nhân h chắc chắn bằng 2. Ơ ờ kìa, mà h đây này. Còn giờ đây này. Mà giờ trong trường hợp này thì giờ lại bằng 1 phần 2 h. Vì đường kính đáy đúng bằng chiều cao nên giờ bằng 1 phần 2 h. Đúng không? Như vậy có nghĩa là giờ. Nhưng có nghĩa là h bằng 2 lần giờ đấy. Như vậy h bằng 2 lần giờ có nghĩa là 2 lần giờ nữa vào đây bằng 2. Ôi trà trà, thế thì có nghĩa là giờ bình bằng 1, có nghĩa là giờ bằng 1. Được chưa? Ôi thì dễ rồi Thì nhắc lại nhá Khi người ta cho thiết diện là hình vuông Thì đường cao Tức là cạnh hình vuông luôn này Đường cao này Bằng H, luôn với đường kính đáy Như vậy là H bằng 2 giờ Thế thì từ cái đoạn lập luận này Thầy suy ra giờ H, H bằng 2 Thì có nghĩa là thay vào đây Có nghĩa là giờ bằng 1 Bây giờ 1 thì tao tiếp tục Tao tính vào đây Tao ra rồi này à, Đấy ta được 2 pi Đúng không? Giờ 1 bỏ qua À thì 6 pi Rồi quá dễ Đúng không? 6 pi Vậy Câu này ta chọn đáp án gì? Ta chọn đáp án A Đủ chưa? Dễ rồi nhé Chọn đáp án A Rồi chúng ta nhìn rõ chưa? Rồi câu này chọn đáp án A Các hiểu chưa? Nhà về nhà ôn lại cho thầy câu này nhé Mấy cái câu mà diện tích xung quanh với diện tích toàn phần này là những câu dễ nhất ăn điểm rồi đấy các bạn Đấy mày thấy không? Thế từ nãy đến giờ thầy chọn cái đề này có nhiều câu cần phải học tư duy mới tính toán chưa? chả có cái câu nào bấm máy tính ở đây cả năm nay người ta sẽ hạn chế rất nhiều, ít câu bấm máy tính đấy mày cứ coi chừng được chưa mày cứ ngồi đấy mà đòi mà cao su tám điểm cho mày cứ ngồi đấy được chưa à... 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 Được chưa nó phải thực tế như thế này này em cứ làm đề thực tế mới biết là em làm được bao nhiêu câu bùa máy được bao nhiêu câu em cứ ngồi mà nghe thổi bùa mê thuốc lú rồi không ôn gì không học gì đến ngày cuối là mày chết được chưa mày cứ ngồi đấy mà phụ thuộc vào máy tính à được chưa không học gì thì cho mày chết câu số 8 À cái câu này thì bấm được này Nhưng mà thôi câu này ta làm bằng tay cho nó nhanh 2 <laughs> là 2 Tích phân của x tăng lên một bậc là x bình trên 2 Thê cận 2 1 2 2 tỏ 2 bình là 4 1 bình là 1 3 Đúng chưa? Thầy lấy mày bấm đi Chỗ này tự bấm nhá Chỗ này tự bấm này Bạn nào thích thì tự bấm Thầy không dạy bấm chỗ này đâu Tự bấm nhá Câu 8 Xong rồi đấy câu 8 chọn B xong. Chúng ta đi qua câu 8 rồi nhá. Nào, ôi rồi 8 điểm rồi. À mình nhầm, 4 điểm rồi. À đâu? 8 x 2 1,6 điểm rồi. mới đầu mà mai kia nhớ đề thi mà 24 mã mà đứa nào mà phủ kín mặt đầu mà toàn hình nữa chắc là ngất luôn đấy nhỉ. Tùy mã đề đấy, các cái mã đề khác các cái mã đề khác quay chừng hay tư mã đề mà nó lại đề nó khác nhau các em chú ý cho thầy nhé nó chỉ giống nhau tầm 20 phần trăm thôi còn 80 phần trăm là khác nhau thực ra nói khác nhau là không phải đâu tương tự nhau thế nên là các em coi chừng và đề nào mà sắp xếp vào toàn hình trước là các em vui lắm đấy <laughs> thế nên các em phải chú ý có cấu trúc phải có cái chiến lược làm bài làm sao cho nó thật hợp lý nhé chọn cái câu dễ mà làm mệnh đề nào sau đây là sai Chọn câu sai cho thầy. À đây là một cái câu nhìn bảng biến thiên, thấy nói luôn xem này. Đi thi chắc chắn có một câu nhìn bảng biến thiên luôn nhá. Được chưa? Và chọn mệnh đề đúng hoặc sai liên quan đến giá trị lớn nhất hoặc là số điểm cực trị gì đó. Cái này dễ. À, hàm này giống hàm bậc 4 có hệ số a dương vì hàm số này chổng lên. Được chưa? Hàm bực... đây chính là nghe có vẻ giống hàm bậc 4 này, hàm bậc 4 a dương chổng lên. Thứ nhất, hàm số này có ba điểm cực trị. Ờ uh, 1, 2, 3 Ờ ừ, đúng rồi, nghe thấy nó chổng lên chổng xuống 3 lần Cái Câu này nghe có vẻ đúng, đừng có khoanh Nó bảo chọn câu sai cơ Được chưa? Câu B, hàm số có hai điểm cực tiểu À đúng rồi, hai điểm cực tiểu đây thật, ừ, nghe cũng đúng Bỏ Hàm số có giá trị cực đại bằng 3 Ở à, đây, 3 này có phải giá trị cực đại không? Cũng đúng à, Được chưa? Cái câu này nghe loại trừ hết rồi Cha con cái gì để mà loại nữa Đây chả cực đại ơi, đây cực tiểu ơi. Được chưa? ham số giá trị được lại bằng không thì cái bọn này đúng là nó bị lừa thầy cái đúng là cái đề này là lừa trẻ con đúng chưa lừa trẻ con thật câu này là câu ta ghi hẳn là hẳn là d con gì nữa hẳn là d được chưa <laughs> được chưa ghi rõ chỗ này đứa nào hâm thì nó mới làm sai được chưa chỗ này đứa nào hâm thì nó mới làm sai câu này nhé nghe rõ một thế rồi tiếp tục ta đến với câu số 10 Câu số 10 Cho hàm 2x mũ 3 cộng với 6x cộng 2 Các con chọn cho thầy mệnh đề nào là đúng Rồi các con chọn mệnh đề nào đúng nhé Ta đọc từng câu 1 đi à, Những câu này thì câu hỏi chỉ hỏi Đây chỉ hỏi về tính đồng biến nghịch biến thôi Đây là một câu ăn được điểm Thì con đạo hàm ra là con sẽ giấu cho thầy là con làm được ngay nhé Nào bắt đầu chúng ta sẽ đạo hàm y phẩy ra thì chúng ta sẽ thu được đó là bằng 2 nhân 3 là 6x bình phương. Biết đạo hàm rồi đúng không? Chẳng nhẽ đã không biết đạo hàm nữa thì à, về quê chăn bò à, được chưa? Uh, cộng với 6. Ờ oh, em nhận ra điều gì không? Hay chứ ghê. Chỗ này đừng bấm máy tính nhá. Các con đừng có đi giải cái đề bằng không nữa nhá. Thầy phát hiện ra một điều rất hay ở đây. 6x bình phương thì nó luôn không âm nó cộng với 6 vào là kiểu gì là nó cũng lớn hơn không với mọi x mà khi một cái hàm số mà nó lớn hơn không với mọi x thì kiểu gì mà y phẩy của nó dương thì nó chắc chắn là nó đồng biến được chưa vậy ta kết luận là đồng biến trên r tức là đồng biến trên toàn tập câu 10 ta chọn đáp án c được chưa hay ghê, he he he, được chưa? Và tiếp tục đến với câu số 11. Cái câu xét dấu thì em biết làm rồi nhé. Thì nhắc lại là mấy cái câu mà xét dấu đơn giản lắm. Chịu khó mà làm. Trong trái ngoài cùng ấy mà. Những cái câu khác thì em tự xét nhá Thầy quyết định chuyển sang câu khác. Cái này dễ rồi ấy nhá được chưa? Câu số 11. Nguyên hàm của hàm cốt. Nguyên hàm của cốt 5X. Như các em đã biết ý, thì nguyên hàm của cốt ý, thì cái gì đạo hàm ra cốt? Sin đúng không? Sin đạo hàm ra cốt Nên nguyên hàm của cốt là sin Này chuẩn bị rồi để nhầm sang trừ sin này được chưa? Đây là sin 5x nhá Sin 5x Và có đạo hàm thì nhân Tích phân thì thì chia Như vậy chúng ta sẽ có thêm 1 phần 5 Tức là chia cho hệ số A ở đây này Vậy tức là kết quả là bằng 1 phần 5 Sin 5x Cộng cờ Đáp án đâu ấy nhỉ? À, câu 11 đáp án là A thầy bè cho một cái cách nhớ xin cốt này cho nó dễ này để tránh nhầm sang đạo hàm với tích phân thầy bè thêm cho cách mới này các con vẽ cho thầy một cái đường tròn giống như đường tròn lượng giác nhưng đường tròn này người ta gọi là đường tròn đạo hàm nguyên hàm hay còn gọi là đường tròn đạo nguyên cái này chỉ có thầy chính có thôi đây người ta gọi là đường tròn đạo nguyên đường tròn đạo nguyên này dùng để phân biệt sin cốt được chưa thì con sẽ có Uh, cái chiều hướng mũi tên nó khi nó đi lên thì nó chiều có biết chiều dương thì chiều này đúng không còn chiều âm là cái chiều này đúng không nhỉ thế thì trục này là trục con đã học trục này là trục sin rồi còn trục này là trục cốt Còn nhớ không nhỉ trục dọc là trục sin đấy trục ngang là trục cốt thì người ta có dạy rất rõ đó là đúng không người ta dạy rất rõ đó là uh, phải đạo trái nguyên được chưa con có hiểu thế nào đó phải đạo trái nguyên không lại <laughs> chuẩn bị không hiểu gì này thầy nói chuẩn bị không hiểu gì này phải đạo trái nguyên có nghĩa là từ bên này mà tính theo chiều hướng bên tay phải thì đấy là chiều của đạo hàm tức là chiều chiều mũi tên này chiều đi xuống gọi là chiều đạo hàm cái này ở bên tay phải này nó hướng bên tay phải còn cái này đi lên là chiều nguyên này là chiều bên tay trái được chưa đây đi bên tề này là nguyên, còn cái này là đạo. bây giờ con nhìn, thế bên này có phải là trừ cốt không? còn bên này là trừ sin không? đúng không? bây giờ con nhìn thầy đọc nhé, được chưa? hoặc là xuống đạo, lên nguyên, xuống đạo cũng được, được chưa? xuống là đạo, ấy. dấu nặng là xuống là đạo, nặng là đạo, nặng xuống là đạo. còn lên là nguyên, lên cùng vần với nguyên, xuống cùng vần với đạo, xuống là nặng là đạo này. bây giờ con nhìn nhé đạo hàm nhá chỉ có nhìn đạo hàm nhá đây có phải là cốt đạo hàm là trừ sin không được chưa sin đạo hàm lại là cốt không có dấu trừ không đấy cốt đạo hàm lại ra trừ sin không trừ trừ đâu biến thành cộng không sin lại quay về đạo hàm là cốt không đấy mình thấy hay chưa cách nhớ nó rất là hay được không còn cách thứ hai bây giờ sang chiều của chiều chiều nguyên này thì nguyên hàm của cốt là sin đấy vừa học xong nguyên hàm của cốt mình nhìn thấy nguyên hàm của cốt không Nhìn thấy chưa? Đấy, nguyên hàm của cốt là sin. Nguyên hàm của sin là trừ gì? Trừ cốt. Đấy bạn nào mà nhớ được như thế này thì thì thì, thì tốt này. Được chưa? Đấy các em có thể ghi thêm cách này cho thầy xuống cũng được. Được chưa? À, phải đạo trái nguyên, tay phải là đạo, lên tay trái là nguyên. Cứ thế mà tính. Ta tiếp tục đến với câu hỏi số 12. Số phức nào sau đây là số thuần ảo? Số thuần ảo là số mà chỉ có phần ảo, còn phần thực là bằng 0. Như vậy số phức ấy là số phức chỉ có dạng BI mà không có uh, A. Câu 12 ta chọn đáp án, nhìn vào đây ta biết ngay đáp án là C, là số thuần ảo. Được chưa? À bạn nào hỏi mua sách à? Thôi tí nữa hỏi mua uh, sách toán thì tí nữa inbox cho thầy nhé. Ờ ừ, thầy quên mất đấy. Uh, bạn bạn nào nhờ cái gì? Lúc nãy bạn nào hỏi mua sách nhỉ thầy quên mất. Được chưa? Anh Khoa à? Khoa hay là Huy? Bạn nào hỏi mua sách thì nữa bảo thầy sau nhé Thầy chữa nốt cho các bạn đã Xong thì uh, sau đó bạn nào hỏi sách hay là hỏi gì thì các em inbox với thầy nhé Thầy sẽ tư vấn cho uh, Câu tiếp theo, câu số 13 Tìm số tiệm cận đứng Số tiệm cận đứng của đồ thị âm số này Như các em đã biết ấy, thì số tiệm cận đứng em sẽ giải nghiệm của mẫu Em giải nghiệm của mẫu bằng không Ôi giời, dễ quá rồi, những cái câu này là dễ rồi đấy Giải x 9 bằng 0 thì chúng ta sẽ thu được đó là x bằng cộng trừ 3. À, nhưng mà kinh nghiệm này em phải thay thử lên đây xem nó có trùng nghiệm của tử không. Nếu nó trùng nghiệm của tử mất ý, thì nó không tính. Các em đã rõ chưa? Nhớ không? Như vậy các em có thể thấy ngay là trên tử số ấy mà em mở ống cái này ra thì nó sẽ có hai nghiệm ở trên tử số có một nghiệm là âm 1 và một nghiệm là 3 ngay. Có nhớ không nhỉ? Một nghiệm là âm 1 một nghiệm là 3. Các em có thể xem tử số. Còn ở dưới này là âm 3 và 3 đúng không? Như vậy là hai cái này mất rồi. Vậy mẫu chỉ còn duy nhất có một nghiệm thôi, vậy ta chọn đáp án là D. Cái này chỉ có duy nhất đó là một tiệm cận đứng, cẩn thận nhầm nhé, đi thi nó nó không dễ lắm đâu. Không hỏi tất cả số tiệm cận đâu nhé. Nếu nó hỏi tất cả số tiệm cận thì còn có thêm một tiệm cận ngang nữa. Còn có thêm một tiệm cận ngang nữa. Còn bên này chỉ hỏi là một tiệm cận đứng thôi. Thế thì cái điểm mà 3 này nó bị trùng mất rồi, xóa bỏ đi. Được chưa? Nghiệm nghiệm của mẫu không trùng nghiệm của tử cơ, thì mới tính là tiệm cận đứng. À, câu số 14, câu 14 này thì các em có thể giải bằng tay nó cũng ra thôi. Các có thể thay số vào bằng tay cũng ra Thầy có thể làm bằng tay bình thường ra rút cho thầy cái trị đối đây ra Trị tuyệt đối của x cộng 1 này này Rút ra thì sẽ bằng căn 3 mũ gì nhỉ Mũ 2 Và bằng 3 Tức là căn 3 bình phương là bằng 3 Có hai trường hợp đó là x cộng 1 bằng 3 Và x cộng 1 bằng âm 3 Thì chúng ta sẽ có hai nghiệm ngay Đó là x bằng 2 Và x bằng âm 4 Đúng không? Như vậy chúng ta câu 14 ta chọn đáp án gì? C Ở đâu? có cái gì nhỉ Rút x cộng 1 ra nhá x cộng 1 sẽ bằng căn 3 mũ 2 là bằng 3 3 trừ 1 là còn 2 Âm 3 trừ 1 là âm 4 Câu 14 Vậy ta chọn câu 14 Ta chọn đáp án C đúng không Còn bạn nào mà không thích giải bằng tay Thì em thay hộ thấy hai cái số này vào đây Nó cũng ra thôi thôi giải bằng tay cho nó thông minh Còn bạn thích bấm thì tự bấm nhá Câu này dễ quá thì không dạy bấm nữa đâu Chẳng nhẽ là còn phải dạy bấm lại với cái chỗ này Thì nghe chung nó trẻ con lắm Bỏ qua bước này đi Tự viết bấm nhá không phải là thầy không biết bấm mà là thầy không thích bấm lại cái chỗ này nữa các con tự bấm đi trong các video khác dạy nhiều bấm với cái phương trình này rồi con dùng can cũng được bấm trái chữ phải dùng can can cho âm 4 và hai hoặc con dùng ship can âm 4 và hai đều được nó như nhau cả thôi chúng ta sang câu số 15 câu số 15 là cho giải một phương trình nghiệm phức biết nghiệm phức này có phần ảo âm vậy em phải chọn cho thầy một nghiệm nào đó z1 hoặc z2 nào đó có phần ảo âm nhé chỗ này thì thầy có thể bấm máy tính này Thế thì sau đó tính y z0, biết z0 là số có phần ảo âm. Để các em vào máy tính em bấm cho thầy như sau. Các em vào mốt 5. Đây là giải phương trình bậc 2, các em vào mốt 53. Ấn 2 bằng âm 6 bằng 5 bằng tới được kết quả 3/2 cộng 1/2 y. Và 3/2 Trừ 1 phần, phần 2 y Dĩ nhiên là ta phải chọn cái anh đó là 3 phần 2 trừ 1 phần 2 y rồi Tại vì người ta nói là chọn cái số phức có phần ảo âm Chứ phải là chọn cả hai đâu Phần ảo âm là cái phần đằng sau âm ấy Như vậy em nhớ cho thầy cái phần ảo âm này Sau đó em nhân với y vào thì em ra thôi Em sẽ có đó là 3 phần 2 Em có thể dùng chức năng lưu lại nghiệm cũng được Quên mất mình bị không lưu Thôi lưu, các em chịu khó tự nhớ mà lưu nhá Rồi nhân với y đi Chết rồi, quên vào mốt 2 rồi Mốt 2 thì mới bấm được số phức chứ Đấy, không bấm mốt 2 nó không ra số phức đâu 3 phần 2 trừ cho 1 phần 2 Ôi giời, ni sheep Đây, 2 Y, rồi Nhân với Y ở ngoài nhé, đây nó nói là Y mà Người ta có đáp án bài này đó là 1 phần 2 cộng 3 phần 2 Y Đây, chúng ta chọn đáp án B nhé, nhiều bạn đã ra B rồi Câu này các em cứ làm từ từ bình tĩnh cẩn thận là ra Em đừng có lo khó nhé Phân biệt cho kỹ đáp án cho thầy không được nhầm Được chưa? Câu 14, à 16, 16, 16 Câu 16 Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng Em nên nhớ đây cũng là một câu ăn điểm này Đi thi người ta sẽ rất, rất dễ hỏi một cái câu thuộc hoặc không thuộc nhé Thầy thấy trong các đề ấy, Lúc nào cũng hay hỏi thuộc hoặc không thuộc nhiều lắm Các câu này cũng cực kỳ ăn điểm Bây giờ em tự thay cho thầy tọa độ cái điểm nào vào đây Mà nó ra bằng không Thì tức là điểm ý thuộc nhé Vậy câu 16 chúng ta chọn đáp án Gì ấy nhỉ Câu 16 ta thay thử vào đi Thầy sẽ chọn một số cái điểm nào mà nó dễ thay vào ấy. Thí dụ như là điểm B chẳng hạn 0, 0, âm 5, âm 5, âm 5, điêu Thay thì điểm này cho dễ này, đừng có thay mấy cái điểm này vội âm lòi, tói đo mắt lắm 3 2 còn 1 1, 1 mà, 3, 2 còn 1 1 cộng 4 là 5, ăn 5 trừ 5, đúng rồi đấy nhá Đấy, chọn khéo chưa A à, hi hi, chọn khéo chưa Xong, đấy, chọn cái điểm nào mà nó dễ dễ thẻ vào <laughs> Chọn cái điểm này làm gì cho nó tét mắt ra <laughs> Được chưa Được chưa Thay vào thôi, có cái gì đâu What gì nữa, thay vào thôi là xong Đúng chưa điểm nào sẽ thuộc mặt phẳng thì trả thay vào thôi là xong câu số 17 câu 17 tiệm cận đứng của đồ thị này là gì thì câu này dễ rồi nhá câu này các em bằng nhất mừng nhất thì kiểu gì cũng có tiệm cận ngang là y bằng a trên c là hai và tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu là ba nhưng mà các em cẩn thận này x bằng 3 nhá chứ không phải y bằng ba đâu còn cẩn thận nó lại lừa sang y bằng ba thôi đấy ở chỗ này ta chọn là X bằng ba nhá ở lấy vở ra ghi thì càng tốt các em nên tua lại lời thầy nói này lấy sổ tay ra ghi chép đàng hoàng cẩn thận đấy chính những cái ý lại làm kinh nghiệm cho em để mai kêu làm bài đấy em nhớ nhé à, chúng ta nên có một cuốn sổ tay tổng kết lại kiến thức này cách bấm máy tính này và những chú ý mẹo vật nho nhỏ mà thầy chính hay hướng dẫn rồi cái này là kinh nghiệm quý lắm đấy em đừng có nghĩ là những cái gì mà mà mà, mà chữa đề mà học ý là thừa đâu nhiều bạn cứ nghĩ rằng là dễ quá đứa nào mà nghĩ là dễ quá rồi thì thôi không yêu cầu nhưng bạn nào mà học yếu à em nên ghi lại cẩn thận vào Được chưa? 17C có ai thắc mắc gì không? Có cái gì nữa đâu mà thắc mắc Đúng không? Chả có gì thắc mắc cả Đúng không? Tôi con đứng mà Đúng không? Rồi ok Ta sang câu số 10, 18 Chắc chắn có một câu đi thi này nhìn đồ thị nhá Một câu nhìn đồ thị Các con, đấy, thầy đã chỉ rõ dạng cho con rồi Trong 30, 35 câu đầu Thì chắc chắn là sẽ đoán được dạng Toán này nó dễ đoán dạng lắm nó hay hơn các cái môn khác ở chỗ là nó chắc chắn nó dễ đoán dạng rồi bây giờ mỗi một cái dạng câu này mày về mày tìm một chuyên đề mấy chục câu mày làm đến khi nào mà mày chán thì thôi thầy đảm bảo mày không được ít nhất 7 điểm để thầy đi đầu xuống đất được chưa được chưa ví dụ nhá một câu đồ thị mày siêu tầm hết cho thầy một loạt cái dạng bài nào một câu đồ thị nằm là mày làm năm chục câu một lần đi mày nhớ luôn hoặc là một loạt câu nào mà có kỳ bấm giá trị nhỏ nhất này mày nhớ luôn đó thầy đi ui thầy, con đảm, thầy đảm bảo con thống kê các đề của sở đề của bộ cứu gì thì nó cũng không thể tránh được nổi những cái câu này đâu phương pháp ôn như thế là ôn rất triệt để rồi sau khi làm thanh thạo được bằng cách bằng tay rồi thì bắt đầu mới luyện tập lại cách mẹo nhanh này, cách bấm máy tính thế chứ tôi thánh nào mà bằng mình được nữa đúng không đấy quá hay Đà, câu số 19 sau khi các em đã học giải bằng tay nhiều rồi thì chỗ này các em giải bằng tay nhiều rồi thì thường là theo kinh nghiệm cái câu giá trị lớn nhất nhỏ nhất này thì người ta sẽ bấm máy tính luôn như vậy là câu này thầy dạy các em bấm luôn nhé vì các em biết bấm rồi mà thầy dạy các em bấm luôn chúng ta vào cho thầy mốt bảy cái này biết rồi đúng không chán rồi à? Ờ, x mũ 3 thì sẽ làm rất nhanh câu này x mũ 3 trừ đi 7 lần x bình những cái chức năng này nhiều bạn biết lắm rồi ấy. phải đến 99 các bạn đã biết rồi đứa nào không biết là coi chừng là đứa có vấn đề ấn bằng này máy đứa nào mà hiện ra gx thì tắt cái gx đi bằng cách ấn bằng tiếp nhé hoặc là ấn ship mo xuống 51 nhớ chưa thầy chỉ tua thì thôi con nào cũng không, không ghi kịp thì kệ đấy nhá các con chú ý đẩy với nhá nào nạp start chọn không N chọn 2 step chọn 0.1 không phải 1 tức là thầy lấy cái đoạn 2 này thì chia cho 20 đấy Các con tự nhớ đi Tiếp tục Cái câu 19 con sẽ chọn được mắc là Mắc là bao nhiêu đây Âm 2 này À nhỏ nhất chứ Bài này chọn nhỏ nhất Âm 2 như thế nhỏ nhất rồi này, này Thế càng về sau là càng tăng hay sao ấy. Ui giời về sau càng tăng thật Tăng chóng mặt Tăng hết này Tăng rồi lại tụt chứ lại Tụt thì khi nào không tụt được nữa thì thôi này Âm 2 là tụt Âm 2 là tụt nhất rồi Chả còn ai tụt hơn nữa rồi, vậy chọn âm 2 là tụt nhất. Xong. Được chưa? Âm 2. Thế thôi, xong rồi nhé. Câu này câu ăn được điểm. Tôi thấy nhắc lại nha, câu này là câu min mắc. ghi rõ ràng mà. Câu này là bộ mươi tỷ. Xong. Ủi, thuộc luôn như thế rồi thì con không cần phải ôn nhiều đề đâu. Thầy đảm bảo con làm đề nào ăn chắc đề lấy luôn. Thế là xong. Câu 20, phương trình mũ loga. Phương trình mũ loga có hai kiểu hỏi, một là kiểu hỏi nghiệm, số nghiệm, hai là hỏi kiểu nửa nửa kiểu này người ta gọi là hỏi kiểu nửa chừng này kiểu này người ta gọi là kiểu nửa đi tiểu nửa vừa dòm này. Đó là kiểu chỉ đặt ẩn phụ vào thôi, phương trình biến về dạng gì, còn không yêu cầu chúng ta giải ra nghiệm x bằng bao nhiêu. Không hỏi đếm số nghiệm bằng bao nhiêu nghiệm Đối với dạng này rất là dễ, chúng ta biến đổi bằng tay nọ ra. Thế thì 9 mũ x các con hiểu rằng nó là 3 mũ x tất cả bình phương cộng với 2 lần 3 mũ x trừ đi 3. Ôi, mọi chuyện nó đã hiển hiện rõ ràng quá rồi. T bình phương trừ đôi T trừ đi 3 bằng 0. Thế thì đáp án là a. Ơ con đừng có nghĩ đã không có câu này có câu, câu này con xem đề bộ mà xem năm trước ấy hoặc là một số đề sở cái gì năm nay ấy. cũng có cái câu này nhưng có thể là nó sẽ cho ở mức độ nó khó và tẹo nữa để cho con cảm thấy ghê nhưng mà thấy cứ tưởng tượng trước dạng cho con là kiểu gì nó có một câu kiểu là biến đổi phương trình nửa vời à hiểu chưa mày ghi sổ vào đi mày không ghi sổ kệ má mày nhé tiếp tục được chưa à, câu 21, đó là câu tìm tập xác định của hàm loga đây là những cái câu mà ăn được điểm đấy con Ăn hàm, tập xác định của hàm loga Cái tập xác định của hàm loga là cũng là một cái câu mà cực kỳ dễ rồi ấy. Quá dễ rồi Đi thi kiểu gì cũng sẽ hỏi một câu tập xác định của hàm loga Đối với tập xác định của hàm loga Thì giải biểu thức trong loga là dương quá Như vậy chúng ta sẽ giải 2x cộng 1 là dương quá Dương quá sẽ gặp cô cô Nghĩa là x gặp âm 1 phần 2 cô cô Rồi Như vậy âm 1 phần 2 chạy ra dương vô cùng không lấy dấu bằng, các em lưu ý nhé Loga đừng lấy dấu bằng nhé Đừng nào lấy dấu bằng chết với thầy như vậy chúng ta loga không có loga của dấu bằng 0 đâu nhá. Loga của 0 không, không tính, không tính được. Chúng ta chỉ có x lớn hơn 1/2 âm 1/2 thôi. Lớn hơn thì phải tiến ra vô cùng, dương vô cùng. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C. Được chưa? Con ghi rõ cho thầy vào nhá Thì chắc chắn có một câu là tập xác định của hàm loga. Đấy, chốt dạng cho con luôn thế rồi. Về nhà mày tìm nó luôn thầy 50 câu xác tập xác định hàm loga mày làm luôn đi. Mỗi một ngày mày ké luôn đến thế đi. Ôi, mày không giỏi thì đúng là thầy cũng bỏ ngày mất. Câu số 22 bất phương trình mũ à đấy có thể hỏi phương trình bất phương trình mũ hoặc loga này bất phương trình chứa mũ bất phương trình chứa mũ thì những cái câu này các con biến đổi về cùng một cơ số là xong thôi các con có thể dùng máy tính để thử một cái số nhưng mà thầy nghĩ là bất phương trình này là bất phương trình cơ bản bởi máy tính thì người ta lại bảo là thầy ngu thì chết <laughs> như vậy chúng ta sẽ có như sau 1 phần hai là hai mũ âm một hai mũ âm một tất cả mũ x rồi nhớ hơn bằng hai hai mũ âm một tất cả mũ x thì chính là hai mũ âm x nhân vào. Hai bên này là hai mũ 1. Có nghĩa là âm x nhớn hơn một Đảo dấu đảo chiều hay vế x nhỏ hơn âm 1. Con đã rõ chưa? x nhỏ hơn một Có nghĩa là âm 1 ra xa về tận âm vô gì? Âm vô cùng có lấy dấu bằng nên ta sẽ để ngoặc gì? ngoặc vuông, con chú ý cho thầy. Ngoặc vuông là dấu bằng, ngoặc tròn là không có dấu bằng, hiểu chưa? Rồi. Như vậy Đáp án câu 22. À đúng chưa? Xong. Thực ra thì câu này thầy cũng có thể thử bằng máy tính nhưng mà thử bằng máy tính câu này thì nó nghe, nghe nó buồn cười lắm. Đề thi của bộ có nhiều câu dễ quá đến mức mà những câu dễ sẽ làm rất nhanh, không cần ấn máy tính. Có những câu khó thì cực khó ấn máy tính không ra. Các em lưu ý bây giờ nó hay lắm. Nên thầy nghĩ là em làm bằng tay chịu khó một tí cho nó vui. Nhớ chưa? Để tiếp tục nào. Được chưa? Còn bạn nào mà thích ấn lên sang cái video khác ý mà xem tính diện tích hình phẳng à câu này là một câu ta ghi ứng dụng tích phân hay còn gọi là câu diện tích hình gì hình phẳng đi thi chắc chắn có một câu lúc nãy là vừa gặp thể tích khối tròn xoay rồi đúng không chắc chắn có một câu tính diện tích hình phẳng câu diện tích khối tròn xoay và thể, thể tích hình phẳng một là chỉ cần nhớ chắc chắn có một câu hỏi công thức hoặc là hỏi lý thuyết chắc chắn có một câu hỏi diện tích theo kiểu cho rõ ràng cái này rồi bấm máy tính luôn thì câu này sẽ tìm cận rồi bấm máy tính luôn như sau bước 1 Giải fx bằng gx cho x nọ bằng x kia để tìm ra cận Ta sẽ có x bình phương cộng 2 bằng với 3x Nhẩm bằng mồm ta có x bình phương trừ cho 3x cộng 2 Và câu này theo VS đã dạy là x bằng 1 và x bằng 2 Các em tự bấm, được chưa? Thầy nhẩm luôn Và sau đó diện tích hình phẳng cần tính uh, Chính là tích phân từ 1 cho đến 2 của fx trừ gx Nhưng thầy lưu ý với các em luôn đừng ghi này nữa fx trừ gx chính là cái phương trình gốc ban đầu mà nó đẻ ra hai cái cận này này em chép luôn cái thầy thầy cái phương trình này vào luôn thì nó chính là x bình trừ ba x cộng 2 đến đây nhét vào máy tính đừng bao giờ quên dấu giá trị tuyệt đối nếu không bạn sẽ chào tạm biệt ngay lập tức được chưa và không copy Diễn tích hình phẳng này không copy nhưng lại có trị tuyệt đối để hay tính vui tính thế nhỉ như vậy tích phân từ 1 cho đến 2 trị tuyệt đối ấn ship hip tức là chức năng ABS ấy, gõ x bình trừ cho 3 x cộng 2 kết quả hiện ra là 1 phần 6 được chưa 1 phần 6 à, ôi ôi. này sao lại đi thi gì mà lại thẳng hàng trừ mỗi câu này câu C này thẳng hàng toàn A như vậy đứa nào mà một khoanh một phát luôn mà toàn A luôn thì chắc là có khi lại có khi phải trúng khoảng 5 câu lên đấy nhỉ Ở ok may thế ơ thì chết cái câu 18 lúc nãy thì chưa làm à mình lại nhảy sang câu 19 à lúc nãy mình đang nói dở thế nào mà lại ma đưa lối quỷ dẫn đường nào tự nhiên mình nhảy lòi sang câu hai mấy luôn mà mình làm mình chưa chữ à à quên mất xin lỗi các em nhé thì đây là đồ thị hàm bậc mấy các em đồ thị hàm bậc gì nhỉ ba cực trị đúng không lồi lõm lồi cái gì một đại hai tiểu này hàm bậc ba cực trị tức là hàm bậc bốn hàm bậc bốn này chồng lên a dương vậy ta chọn luôn cho thầy hàm bậc bốn a dương là xong à đáp án chỉ có thể đáp án c nhìn rất nhanh quên mất lúc nãy câu mười tám trong quá trình làm hay bỏ shot lắm được chưa câu này nhẩm bằng mồm đã ra xong nhá rồi ok À Dương quên mất luôn ấy chưa nào Câu ý dễ ăn điểm lắm Chắc là lúc nãy quên mất đang hướng dẫn dở là quên không chữa câu ý Câu số 24 24 đi 24 là cho một cái số phức Z bằng A cộng B Z A và B là các số thực À ôi dồi. Cái câu này chắc không bấm được rồi Câu này vừa có Z này, vừa có cả mô Câu này các em thay bằng tay cho thầy về nhá Thay bằng tay vào ta có như sau Z là A cộng B Thì Z mô đun Z chính là căn của A bình cộng B bình Đây là mô đun theo học số phức các em biết rồi Thay vào phương trình ta có A cộng BI cộng 1 cộng 3I uh, Trừ cho căn của A bình cộng B bình nhân Y Đúng không? Bằng không Cân bằng phần thực bằng không Bên, Chúng ta ghép phần thực với phần thực phần ảo phần nào Các em nhìn này Đây là phần thực này Đây là phần thực này Thì hai cái này đi với nhau nhé Là A cộng 1 Bên này không có nghĩa là phần thực là không phần ảo là không nhé đúng không? Như vậy là A cộng 1 bằng 0 này. Phần ảo là B này. Cộng 3 này. Trừ căn này. Tại vì cái căn này cũng chỉ là phần ảo thôi. Cũng bằng gì? Bằng 0. Như vậy giải ra A rồi nhá. A bằng âm 1. Con con thay âm 1 vào đây hộ thầy. Úi giời. Giải thế này. Chưa rồi. Âm 1 vào đây như vậy là chúng ta sẽ có B cộng 3 trừ cho căn của Úi giời ơi, A bình một bình là một nhá, một cộng B bình Bằng 0 Bây giờ giải ra B thế nào? Thầy quyết định là bấm máy tính luôn cái câu B này He <laughs> Cho để bấm máy tính này Cho để bấm máy tính thế này Bấm luôn cho nó nhanh nhá Đấy, thầy nghĩ là chỗ này thì nên dùng mẹo một tí Bấm máy tính thì có khi nó còn có tác dụng Chứ không phải là cái câu nào nó bấm đâu Trong trường hợp thì thầy thấy cái câu này khi cái câu bấm mà muốn tìm ra B nhanh chóng dùng cái câu này có khi có tác dụng trong trường hợp này này ở máy tính này. Nhưng có phải là cái như, thông minh không? Gõ x này cộng 3 trừ căn của một cộng với x bình đấy gõ thế này ấn shift can shift can thầy nhìn thấy cái thầy có một cái phản xạ rất hay là thầy nhìn thấy 3b 3b kiểu gì nên b cũng là phân số có mẫu là 3 he 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 mà phân số có mẫu là 3 thì nó mới rút gọn được thì thầy chọn thầy sẽ chọn là b sắp xỉ cái kiểu gì nó cũng phải có kiểu kiểu nó phải có mẫu bằng 3 1 phần 3 gì đó Thế nên là thầy sẽ chọn cái này khoảng 1 phần 3 <laughs> thầy cứ chọn đại thế đấy còn nó ra đấy mày thấy không đúng là đáp án nó hiện ra là âm âm bốn phần ba hay chưa thầy mày đo đoán nó ra đấy chọn chọn số chọn số khéo là máy nó ra số khéo lắm chọn ngu là máy ra ngu đấy cẩn thận như vậy thầy tự, tự dịch được đáp án chỗ này là ra là âm bốn phần ba nhé hiểu chưa đấy mày thấy hay chưa b bằng âm bốn phần ba chứ bây giờ mà con có thể mò số khác nhé con ấn ship Ken con cho một số khác con chẳng hạn con cho một hai ba bốn con chọn hai chẳng hạn con mà chọn 2 thì máy cũng sẽ vẫn ra thôi, không ảnh hưởng gì cả đâu. Nhưng có một số trường hợp con mà cho số khác quá thì máy nó, nó 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 ra lâu hơn. Thế nên là con chọn số nào mà càng sát với dạng của nó thì nó ra càng nhanh. Như vậy con có S sẽ chính là bằng âm 1 cộng với 3 nhân cho âm 4 phần 3. À, cái cây này con tự dịch ra nhé, âm 1, 3, 3, 3 này là âm 4 phần 3 đấy, con tự dịch nhá. Ra ngoài con tự dịch ra là ra ngay, 4, 3. Như vậy là 33 là mất theo đúng ý được ý tưởng của thầy. Như vậy trừ 1 trừ 4 thì nó là trừ 5. Được chưa? Câu 24 lại a à, đấy con thấy chưa con hai tư nó lại a à, rồi hay thật được chưa thế nên đứa nào mà coi chừng mà khoanh cái cái đề này, này mà nó khoanh nhiều a này câu này mà phát là nó đỗ luôn này còn cứ làm mà khoanh ngu một phát chọn d hay phát thì ví dụ như thế thôi rồi thôi này thì chắc đúng là đấy là đen thật con thấy chưa có nhiều các cái thứ đó, đáp án có thể là không phân bố đều thế nên là chỗ này nó cũng may rủi kinh lắm Thế nên thầy mới là bảo chúng mày rồi ăn ở thế nào hiền lành thế nào thì cúng các cụ tổ tiên thế nào và các cụ phù hộ cho chỉ nếu không nga à, một loạt và gian zoom mà chọn ngu toàn thẳng d để phát được về nhà không trúng được con nào thôi rồi chết <laughs> về nhà thấy bọn nó mà như thế này mà mình không đúng được câu nào chắc là mình cũng cay cú lắm này nhỉ <laughs> được chưa Câu số 25, à tiếp tục lại chuẩn bị đến bữa trưa, chuẩn bị đến với câu hình hôm nay trắng mồm hết mấy câu đại xong rồi, bây giờ chuyển một loạt sang câu hình <laughs> Câu 25, cho hình chóp là đáy hình chữ nhật Chiều rộng là 2A, chiều dài là 3A Ôi, chiều cao cho biết hết rồi à có à, thế còn tính gì nữa đấy chưa? Như vậy chúng ta vừa đi qua câu số phức Câu số phức này là một cái câu số phức uh, Không nhất thiết phải bấm máy tính Những cái câu này có hai ẩn Z Z ngang Những câu có chứa từ hai ẩn Z Z ngang Những câu có chứa hai ẩn Z Z ngang Hoặc mô đun Z thì đề nghị các em là phải thay rõ ràng ra nhé Rồi giải nó chắc hơn Câu này hơi chống máy tính đi nhé. đấy nhé Được chưa? Thực ra là không chống nắm nhưng mà nghĩ được ra cái việc ngồi trống thì cũng hơi mệt thôi, giải bằng tay cho lành. Chứ lại nghĩ rồi thầy thấy cái công việc mà cái việc mà mày học ngồi trống máy tính như thà mày học kiến thức căn bản nó còn đỡ đau não hơn, được chưa? Chứ cuộc đời này còn có quá nhiều thứ để mà phải lo nghĩ, mày cứ ngồi mà lo trống mê nọ thì kia thì cũng mệt lắm. Chúng ta đi đến với một cái câu hình Nhưng em chú ý cho thầy Đây là một câu hình không gian Không cần vẽ Ghi rõ cho thầy Đi thi chắc chắn có những câu Không cần vẽ hình Đây là những câu Những câu hình mà không cần vẽ hình nhé đó là những câu tưởng tượng trong gì? Trong đầu Con biết rồi, một hình chóp mà đáy là hình chữ nhật ấy, Thì diện tích hình chóp là bằng V bằng 1 phần 3 Diện tích đáy nhân với chiều cao Thế mà đáy là hình chữ nhật thì ai mà chả tưởng tượng được Thế Như vậy là bằng dài nhân rộng Dài nhân rộng thì bằng 2A nhân với 3A Như vậy việc quái gì mình vẽ hình như nó mất thời gian Chiều cao người ta lại cho rồi Úi giời ơi, chiều cao là 4A Nhân luôn Thế thì chúng ta sẽ có đó là 33 là tiệt 42 là 8 mùng 8 tháng 3 8A mũ 3 Như vậy ta chọn câu 25 Ta chuẩn bị chọn sang yeah! Như vậy ghi vào sổ cho thầy Đi thi chắc chắn có ít nhất một hai câu Không cần vẽ hình vẫn làm được bài Những cái câu đơn giản Ví dụ như là tam giác vuông, cân đều Rộng, dài, cao cho biết hết Những câu ý là những câu mà 5 giây là ra Đứa nào bỏ hình câu này thì đúng là Thôi rồi, tiếc quá, đập đầu vào đầu gối mà chết luôn Ơ, ờ, em đừng có nghĩ là đi thi câu hình nào cũng khó ít ra cũng phải nửa số phần hình ấy là phải dễ và tưởng tượng được bộ giáo dục đã chỉ đạo Nó có những câu nhận biết thông hiểu chứ lại toàn chơi châu bò khoanh ra một đống để ngồi vừa mới tính hoặc là để ngồi làm dài răng rạc ra thì còn gọi gì là thi trắc nghiệm 26 mệnh đề nào dưới đây là đúng à cho y dạng x 2 nhân x bình cộng 4 à, dạng này là dạng cắt trục hoành cái dạng cắt trục hoành này em ghi cho thầy đây là dạng tương giao dạng tương giao hay còn gọi là dạng số giao điểm đi thi chắc chắn có một câu hỏi về tương giao hoặc số giao điểm tương giao này có thể rất hay cho giải phương trình y bằng không các em lưu ý cắt trục hoành bản chất là cho y bằng gì y bằng không còn nếu số giao điểm thì người ta có thể vẽ một cái bảng biến thiên ra để em cắt bao nhiêu điểm cái câu ý thầy tính sau các đề khác là nó toàn cho bảng biến thiên để nó cắt bao nhiêu điểm nhé còn dạng này là dạng giải phương trình bằng không u giải cắt trục hoành là cái dạng dễ nhất rồi vậy giải cái này bằng không thì em biết ngay là có một nghiệm x bằng hai còn cái x bình cộng 4 này là nó thế nào ấy nhỉ? x bình cộng 4 theo tư duy thì x bình cộng 4 này nó là dương gì nhỉ dương quá dương quá có hiểu ra là dương quá không dương quá gặp cô cô rồi dương quá đi theo cô cô rồi thế nên là tỏm tỏi rồi hai người ý vô nghiệm rồi hai người không có con rồi vô nghiệm rồi đúng rồi dương quá với cô cô một người là cô một người là cháu làm sao mà lấy nhau được nhỉ đúng chưa đấy thế nên là hai người ý là kiểu gì cũng không có nghiệm rồi thì chắc chắn là chỉ có một nghiệm là hai thôi vậy ờ uh, đồ thị này sẽ cắt trục hoành tại duy nhất một gì một điểm số điểm chính là số nghiệm ดัดบันเช26เช Còn bạn nào thích ý, thì có thể cho phương trình này vào máy Nhưng thầy chỉ đề phòng rằng là Nếu phương trình nào mà có dạng bậc 2, bậc 3, bậc 4 nhá, Những cái dạng mà bậc dễ dễ ngắn ngắn ý, Con cho vào máy bấm đúng hệ số nó ra Có những cái phương trình dở đời, dở đoạn gì đó mà khó ý, Con cho vào máy tính bấm ship can mấy lần là nó ra Con cho vào mốt 7 cũng được Có những cái phương trình mà dạng tích như thế này rồi thôi Tao làm 3 giây là ra việc Tao nhìn lướt phát tao ra đáp án Việc quá gì tao phải bấm máy tính Nhiều đứa chuẩn bị lại nhân ra được bấm máy tính là thôi rồi tạo đúng là bó tay luôn <laughs> câu số 27 a à, thì qua tốt nghiệp rồi đấy từ nãy đến, đến giờ bấm máy tính có mấy hai câu mà đỗ tốt nghiệp rồi 26 đấy còn thấy thần kỳ chưa đấy đỗ rồi đấy được chưa hai điểm ít nhất là qua tốt nghiệp rồi 6 điểm rồi đấy quá hay đấy mày thấy không được chưa thầy chọn đề bao giờ nó cũng rất là phù hợp với tinh thần và tâm lý của tất cả học sinh khác mà lại phù hợp với bám sát với kiểu xu hướng của bộ đúng không? Đó là kiến thức hỏi sẽ rất chuẩn bám sát chương trình nhưng mà lại không bấm máy tính. <laughs> Câu số 27. Cho một điểm M trong mặt phẳng OXY, điểm M này biểu diễn số phức như thế nào? Chúng ta ghi dạng cho thầy vào. Đây là dạng biểu diễn hình học số phức. Số phức được biểu diễn bởi một điểm M nào đó trong không gian có tọa độ đó là XY tương đương với số phức Z là bằng X cộng y, y hoặc là A cộng BI cũng được Như vậy, nhìn vào đây ta sẽ thấy ngay X cộng YI tương đương với trường hợp này, ôi dồi nhìn thấy biết ngay này X trước là 3 này 3, ở à, đây là trừ 4 đúng không? 3 trừ 4 y luôn Như vậy đáp án của chúng ta đâu rồi nhỉ? À, cờ, 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 cờ Câu hay vẻ chọn cờ Xong Như vậy chắc chắn đi thi sẽ có một câu số phức dễ ở chỗ đó là câu nhận biết số phức liên hợp Nhận biết hình học số phức hoặc là tính mô mô đun chắc chắn ghi luôn cho thầy câu ấy vào đi đấy làm năm chục câu này một phát đảm bảo về nhà không bao giờ quên cấm lộn nhá nhiều đứa lại lộn trừ bốn cộng bay là thôi tỏm đấy được chưa chỉ bốn cộng bay chuẩn bị để tỏm luôn này được chưa 28 mặt cầu đi thi chắc chắn có một câu hỏi tâm và bán kính của mặt cầu tâm và bán kính của mặt cầu như các bạn đã biết ý, thì tâm của mặt cầu nằm ở trong ba cái bình phương. Còn bán kính cũng nằm ở trong cái bình phương cuối cùng. Như vậy, tâm nằm ở nghiệm của ba cái đầu. Bán kính nằm ở trong căn của cái cuối. Như vậy, tâm đọc được là một Dài dãy bằng 1 mà. Âm 2 và 0. Chúng ta chọn đáp án 1, âm 2, 0. Tức 28 chọn B. Giải lần lượt từng cái này bằng 0. Rồi ôi, nó dễ như cháu trước. Một âm hai không còn bán kính thì đứa nào thích hỏi thì r bằng 3 tức là căn 9 ấy. ghi vào cho thầy cách tính tâm và bán kính nhá chắc chắn đi thi có một câu hỏi cái này các em cứ xem đêm mà xem kiểu gì có một câu hỏi tâm và bán kính thế mà học câu này cũng chả cần bấm máy tính vẫn ra hay thật để hay quá này được chưa đấy thế nên nhá không cần gì phải lo lắng gì cả ôn một tí kiến thức cơ bản rồi kết hợp với một tí máy tính 5 điểm là hoàn toàn làm được 7 điểm thì cố gắng một xíu 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 nữa là 7 điểm là sẽ làm được ngay còn đứa nào bây giờ mà làm mà còn giữ đang dưới trung bình cái gì gì đấy chứng tỏ là cái đứa ấy đang học kiến thức căn bản đang yêu lắm đấy được chưa trượt đấy coi chừng trượt à chuẩn bị lại sau khi qua một số câu này chuẩn bị để đến một cái câu hình đó là mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương bây giờ chúng ta cùng học vẽ một cái hình đi thi sẽ hỏi một số khối hình đó là khối hình ngoại tiếp hình nội tiếp hay còn gọi đây gọi là cầu đây là gọi là bà ngoại cầu hay còn gọi là cầu bà ngoại hay còn gọi là cầu ngoại nói ngắn gọn là người ta đang hỏi bà ngoại của hình lập phương đầu tiên chúng ta cần phải vẽ hình lập phương ra trước hình lập phương là một khối du bích có tất cả các cạnh bằng nhau đều các mặt đều là hình vuông cạnh bằng 2 a tức là coi như cạnh bằng hai đi sổ đo đầu các cạnh bằng hai a nữa hai thế là bà ngoại của nó đó bà ngoại ngoại là ngoài Bà ngoại là một cái bà mà đi qua tất cả 8 đỉnh của hình lập phương gọi là bà ngoại. Được chưa? Bà ngoại bao giờ cũng có bán kính to bà nội. Bà ngoại bao giờ cũng quý cháu hơn hay sao? Ấy? Được cho Thế nên là bà, bà, bà ngoại bao giờ to hơn. Được chưa? Bao giờ người ta thích về ngoại lắm. Được chưa? Về ngoại. Được chưa? về bà ngoại có vẻ quý lắm. Lâu không về các thứ là bà ngoại quý lắm. Còn ở nhà bà nội là sẽ mắng cho chết. Thế nên là về bà ngoại, bà ngoại quý lắm. Bà ngoại rõ to. Thế thì tâm của bà ngoại nằm ở chỗ nào? Các em lưu ý tâm của bà ngoại sẽ nằm ở cái nơi nào đó nằm trong hình lập phương mà nó cách đều cả 8 cái đỉnh này. Thế thì chắc chắn là nó sẽ phải nằm ở cái đoạn giữa hai cái đường chéo này. Em nhìn thấy không? Nó sẽ là trung điểm của hai cái đường chéo này. Được chưa? Hay bà ngoại sẽ nhận đường chéo lớn của hình lập là phương làm đường kính của mình. Thế thì quá dễ. Chúng ta vẽ thêm một cái hình nữa và vẽ thêm một cái cái cạnh nữa ở dưới thế này để cho nó thành cái hình tam giác vuông luôn cho nó thành thế ra xong rồi này Để thầy bày cho luôn nhé một cạnh của hình lập phương là 2 a từ là hai đấy thế thì các em có luôn công thức tính nhanh đường chéo d đường chéo d của hình lập phương là bằng cạnh nhân căn 3 các em học thuộc công thức cho thầy luôn nhé tự chứng minh theo Pythagoras dễ lắm Đó dễ lắm thầy nhắc lại đường chéo hình lập phương là bằng a căn cạnh căn ba chứ phải a căn ba đâu thầy, thầy suýt nữa nhầm em có thấy không đi thi khôn nhỉ không phải lúc, lúc nào cạnh cũng cho là a đâu suýt nữa nó sẽ cho là cạnh là hai a để cho nó nó lừa những cái mà tư duy cố hữu trong đầu học sinh thí dụ tư duy học sinh rất nghĩ hay nghĩ là a thì nó sẽ cho hai a ngay để cho các em bị lừa mà chết đấy như vậy chúng ta phải nhớ rất nhiều câu hỏi sẽ đánh lừa những tư duy cố hữu nghĩa là tư duy theo kiểu đi chợ suốt ngày như vậy đường chéo D sẽ bằng 2A căn 3 Còn đường chéo mặt sẽ bằng cạnh nhân căn 2 Các em lưu ý nhớ luôn đấy thầy nhé Đường chéo mặt là cạnh căn 2 Còn đường chéo của cả khối là cạnh căn 3 Mày thuộc luôn như thế đi đảm bảo thi mày làm nhanh lắm Thế thì sau khi mà con đã có cái này rồi Thì giờ tức là bà, bà ngoại này Sẽ bằng một nửa của đường chéo ấy Có nghĩa là bằng A căn 3 Đó như vậy là thầy ra bà ngoại rồi nhá Úi giời đấy ra rồi he, he, he. Đáp án là A căn 3 Con thấy dễ không? Quá dễ con tự chứng minh thành công thức theo Pythagore nhé Kể dễ lắm Con tự chứng minh đi Chẳng nhẽ con không chứng minh được Toàn Pythagore mà dễ lắm. Như vậy câu 29 là mình chọn D Như vậy thầy đã giải quyết cho con xong rồi đấy nha Chứ thầy hỏi Bây giờ họ không hỏi bà ngoại Con phải về Thế nó hỏi bà nội thì sao Bà nội Đây bà nội mày đây Bà nội là một cái bà uh, Ngọc Quý Nằm Bó sát nằm ở trong cái khối Rubik ấy Và chạm vào tất cả các mặt của khối Rubik mặt trong ấy mặt bên ấy cả à, tất cả các mặt luôn thế lúc ấy rồi bà nội thì dễ tính lắm bà nội sẽ bằng một nửa của cạnh luôn bà nội bằng một nửa của cạnh vì cái đường thẳng cạnh này đường kính của bà nội sẽ đúng bằng với cạnh đáy à nhầm tức là bằng một cạnh của hình lập phương có gì nữa như vậy là cái này là hai a thì bán kính của bà nội lúc ấy r nhỏ sẽ bằng gì a luôn do bà nội nó quá dễ bà nội rất là chiều cháu nên người ta chả bao giờ hỏi bà nội hỏi bà nội nó dễ quá nó nhìn phát nó thấy ngay nên nó phải thích hỏi bà ngoại Em hiểu chưa? Nó hỏi bà ngoại nó mới hay thi nó hay hỏi ngoại tiếp Được chưa? Chứ không ít khi nó hỏi nội tiếp là thế Tại vì nó đoán ra luôn mà Em thấy cái này hiểu chưa? Các công thức ngoại tiếp lên mạng mà tìm, tìm hiểu nhé Trên các công thức tính bán kính của các khối Mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ hình chóp lại đấy Các em tự lên mạng tìm hiểu Nhiều lắm Các em search và phát là ra Thầy chả cần phải cho các em cũng biết Tự tìm nhé Các cái khối lăng trụ uh, uh, bán kính mặt cầu ngoại tiếp Của hình chóp hình lăng trụ các em tự search nhé Câu số chục vector chỉ phương của trục Oz. Vector chỉ phương của trục Oz là một vector song song với trục Oz. Một vector song song hoặc nằm trên trục Oz sẽ có tọa độ đó là 00z. Vậy chúng ta chọn đại đi 00z là được. Vậy ta chọn đáp án D thì là vector k. Vector 001 là vector có thể gọi là như là bé một đơn vị đi, làm chuẩn cũng được. Chúng ta có 1001 này, 100 này, để 010 này chọn vector của trục OZ để 001. Cái này ai cũng biết rồi, quá dễ, các em tự làm. Câu 3 trục 1. Câu 3 trục 1 là một cái câu liên quan đến tổ hợp xác suất. Câu này là câu cần phải học đây vì đây là kiến thức lớp 11. Đây là kiến thức tổ hợp xác suất của lớp 11. Các em lưu ý, chắc chắn đi thi có một câu hỏi tổ hợp xác suất, một câu hỏi Newton. Bắt đầu sang phần kiến thức lớp 11, nhiều em phải cần phải để ý vào rồi đây câu số 31 còn nói một thầy giáo cường có trong túi là 4 bi ở thầy nào cũng chơi bi bây giờ là mấy giờ còn chơi bi ngày xưa thời các thầy mà thời thời mà thầy còn mà chục năm về trước và mà hơn chục năm về trước cơ mà thời mà thầy còn ví dụ bằng các em ấy thổ hồi vẫn còn chơi bi các thứ học sinh nó chơi nhiều lắm học sinh trẻ con các thứ nó chơi bi chưa ngày xưa mình cũng ít chơi bi được chưa bây giờ vẫn còn bi không biết là bi để làm gì nữa cái thời ngày xưa từ tuổi thơ dữ dội nhiều người chơi bi hay lắm 4 bi xanh 6 bi đỏ thầy giáo lần lượt rút lần lượt nhé các em để cái từ lần lượt cái từ lần lượt là một cái từ rất nguy hiểm nó khác hẳn với cái từ đó rút đồng thời hoặc là rút một phát luôn cả hai viên rút lần lượt nó khác nhé mà rút đồng thời hai viên nó lại khác đấy cái, cái, cái chỗ này là cái chỗ cực kỳ nguy hiểm cái ngôn ngữ của xác suất phải đẩy rất kỹ nếu không nó sẽ bị nhầm ngay rút lần lượt hai viên bi tính xác suất để rút được một viên bi xanh và một viên bi đỏ Thì đầu tiên các em cần phải tính cho thầy được không gian mẫu thì số cách không gian mẫu omega sẽ bằng số cách rút lần lượt hai viên bi từ tất cả thẻ 10 viên bi như các đã biết ấy. rút mà có thứ tự lần lượt thì sẽ phải dùng chỉnh hợp tức là dùng a a 2 của gì của 10 nhé các đã rõ chưa còn rút một phát tóm luôn hai viên bi một cách ngẫu nhiên đồng thời thì lúc ấy sẽ dùng c hai mười nhưng trường này không được dùng c nhé rút có thứ tự rõ ràng phải dùng a dùng a Hay nhớ chưa gọi là chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử tiếp tục chúng ta sẽ đếm cho thầy xem tính số cách để rút được một viên bi xanh và một viên bi đỏ dễ thôi số cách để rút được một viên bi xanh thì có hai trường hợp trường hợp một là rút được một viên bi xanh và một viên bi đỏ <laughs> trường hợp hai là rút được một viên bi đỏ và viên bi xanh <laughs> được chưa à, thế thì rút được một viên bi xanh thì à, số cách rút một viên bi xanh đúng không thì số cách sẽ là 4. Và rút một viên bi đỏ thì số cách sẽ là 6. Nhưng mà chúng ta lại phải có trường hợp hai nữa. Đó là rút bi đỏ trước, rút bi xanh. <laughs> Đúng không? Nó khác nhau chứ. Nó bi 1 là bi đỏ. Trường hợp 1 này là bi 1 là bi xanh, bi 2 là bi đỏ. Trường hợp 2 là bi 1 là bi đỏ, bi 2 là bi xanh nó khác nhau đấy. <laughs> Như vậy là 24, 24 nhân 2. Số cách sẽ là 48. Sau đó có cách tính khắc suất sẽ bằng 48 em chia cho không gian mẫu là a 20 cho thầy thì thầy bấm thử xem nào nào cái này thì bấm thôi dễ mà 48 con chia cho à con lưu ý cách bấm a 20 nhé con bấm cho thầy 10 a 2 chứ không phải là a đâu cái bọn này là a trong này nó là p đấy ship rồi dấu dấu nhân đấy nó hiện ra p nhớ là máy nó hiện ra p cái máy buồn cười nhỉ nó viết một đằng máy lại bấm mất kiểu thế nó mới hay chứ đấy mình chưa 10 với 2 8 15 8 15 8 15 như vậy là ta chọn đáp án câu 31 câu chết thì như là mình đang sai chỗ nào ấy từ từ, từ, xác suất để rút được một viên bi xanh và một viên bi đỏ thì nhân đôi lên có đúng không nhỉ à, cái này có đúng không nhỉ câu 30 30 đúng rồi không thể sai được Từ từ câu 31 cơ Xác định chỗ này 8 phần 15 nhỉ 48 10 phần 2 Hình như thầy đang làm sai chỗ nào đấy Từ từ Cái chỗ mà viết được một viên bi xanh và một viên, viên bi đỏ Thì nó có phân biệt thứ tự không nhỉ Sao để đáp án lại không có Các em xem kỹ ô thầy chỗ này xem nào Sao đáp án lại không thấy nhỉ Hết đề này đề sai 4 viên bi xanh và viên đỏ Thì trường hợp 1 là Số cách để rút được một viên bi vi xanh là 4 cách. Rồi một viên bi vi đỏ là 6 cách. Như vậy là 4624. Trường thứ hai nó là rút ơ nhận bài này phải có trường hợp thứ hai nữa mà nhỉ? Chứ nó không thì nghe vô lý quá trường hợp thứ hai rút được một viên bi. À thầy hiểu rồi. Bài này lại lừa thầy đấy, Cha Bố lại lừa. Cái bọn này à, em phải cẩn thận nhé. Nghe lập luận có vẻ đúng thì thôi, nhưng lập luận này chỉ tính đúng khi và chỉ khi các bi này phải khác gì? Phải khác nhau cơ thế bây giờ cho thầy hỏi nhé bây giờ mà một viên bi xanh rồi viên bi đỏ mà chỉ có hai là một viên đỏ và một viên xanh ấy mà bi nó giống y hệt nhau thế thì hai cái bi ấy vẫn là cái bi ấy nó không có khác nhau tí nào cả ví dụ viên tròn tròn đấy xanh tròn tròn và đỏ tròn tròn và lần sau lại đỏ tròn tròn xanh tròn tròn vẫn là hai cái bọn ấy nó tóm ra hình như không được tính là cách mới như vậy số cách có thể ảnh hưởng bởi thứ tự nhưng còn bị ảnh hưởng bởi các phần tử của giống nhau hay khác nhau không nếu bây giờ có một cái viên bi hình tam giác đi hoặc là một cái viên bi mà nó lại hình vuông đi chẳng hạn thế đi các viên bi khác hẳn nhau cơ thì có khi cách làm này lại là đúng các cẩn thận nhé nhưng khi đề không nói năng gì ta phải tự hiểu đây là bốn bi bốn bi như nhau và sáu bi như nhau thế thì cái cách thứ hai nó cũng chẳng khác gì cách thứ nhất cả Sự nó cũng không được thêm cách mới vậy số cách vẫn chỉ được chọn là thì chết rồi đấy nên nó chỉ là bốn phần mười thôi qua nguy hiểm đến xem để ấy là để mấy kia cẩn thận nhé nó chỉ cần thêm một cái từ nữa thôi có 10 viên bi khác nhau được chưa bi khác nhau hoặc là 10 viên bi khóc khác cái cỡ hoặc là 10 viên bi màu khác nhau à, ví dụ thế tuổi chết rồi thế nên em thấy không kiến thức lớp 11 là một cái mớ bùng nhùng mà thầy đã bảo chúng mày rồi không học đi là mất gốc kinh lắm được chưa thế nên là nghe có vẻ có lý thôi nhưng coi chừng ấy chưa đúng đâu không đúng thế nên là dễ bị nhầm đáp án lắm trường này nhé trường hợp thứ hai có chọn một cái viên xanh ấy và đỏ ấy thì vẫn là đúng ấy <laughs> chả có chết lẫn đi đâu cả thế nên số cách chỉ là 4 phần 15 câu 31 là phải chọn C các em lưu ý các em nhớ nhá đấy thì khó chưa tiếp tục câu số 32 cho một phương trình lượng giác sin x bằng m m bằng bao nhiêu thì phương trình có nghiệm các em biết rồi m phải nằm ít nhất trong khoảng phải nằm kẹp từ đoạn trừ 1 đến 1 vậy chúng ta chọn đáp án D câu 32 câu này chỉ là một câu hỏi lý thuyết thôi trừ 1 đến 1 thì phương trình này có nghiệm, còn nằm khoảng ngoài đoạn trừ 1 đến 1 thì mất nghiệm. Được chưa? Và hai câu rồi đấy, như vậy là 6 điểm rồi. À, có khi nào mình tiếp tục làm được đến tận câu 35 nữa không? Rồi cố gắng lên. 35 rồi có khi 40 thì nghĩ rằng là đề này các em cố gắng lên là khi làm được 7 điểm, 8 điểm đấy. Như vậy là em đạt được thành công, thành công, thành công quá cả mục tiêu của em luôn, được chưa? Uh, à, mặt phẳng alpha đi qua g và cắt các trục này lần lượt tại uh, abc Ôi trời ơi, rồi chọn tâm tâm giác cái câu này lại là một câu hình. Câu hình này mà sợ lằng nhằng quá hôm sau làm, chúng ta làm câu khác trước đi. Được chưa? Ta thích thì ta sẽ làm sau. Được chưa? Để cho đỡ lằng nhằng. À, chọn những câu dễ trước đi không là nó đã chuẩn bị hết giờ được chưa video sau thì mình hướng dẫn luôn một thể các câu hình này đi chỉ nếu không lằng là nhằng lắm các các trục này thực ra nó cũng không khó lắm Ở thực ra các các trục này tại abc đây các em có thể tính ra được để cho các em thử tự tính đi Lưu câu này về làm trước xong rồi hướng dẫn Thì hướng dẫn luôn các cái câu nào mà đại số cho nó nhanh để cho nó kịp giờ cho nó nhanh Các em cứ suy nghĩ trước câu ý đi Câu 34 khai triển Newton Số hạng tổng quát trong khai triển Newton Chúng ta nhớ trong khai triển Newton thì kiểu gì người ta cũng sẽ hỏi một câu Thì chúng ta sẽ có công thức khai triển Newton sẽ là CKN CKN nhé Sao tự nhiên lại có cả CK cộng 1N này Như vậy là cái này phải bỏ đi CKN Số hạng thứ nhất mũ N trừ K Số hạng thứ hai mũ K như vậy đáp án là B hoặc là sợ thứ nhất mũ k sợ thứ hai mũ n trừ k đều được được chưa hai số hạng này có thể giao hoán cho nhau tiếp tục câu số 35 câu này là câu Newton các em về học công thức là ra ngay dễ lắm hàm này hàm bậc tư có một cực trị đây là cực tiểu đây là một cực tiểu này đồ thị này có xu hướng trồng lên a dương a dương như vậy là em sẽ chọn cho thầy à các đáp án em chọn bỏ bỏ đáp án a đi các đáp án này đều a dương à, em nhìn cho thầy muốn nhìn hệ dấu của hệ số C nhé thì em sẽ cho thầy x bằng 0. Cho x bằng 0 thì y sẽ bằng C. x bằng 0 có nghĩa là nơi mà giao cắt với trục cắt tại điểm 0C ấy. Được chưa? Cắt tại điểm 0C. Điểm 0C là điểm nào? Điểm 0C là điểm này có nhìn thấy điểm 0C là điểm này không? Đây C đây này. Điểm này chính là điểm 0C, đây này. Điểm này người ta gọi là điểm 0C. Người ta dùng điểm cắt với trục OI nhá, cắt tại điểm 0C này. Cho x bằng 0 mà. C âm này, C âm. C âm hẳn đấy chứ không phải là bằng không đâu Âm hẳn đây này, này Như vậy là C âm hẳn rồi thì em phải bỏ đáp án này đi Bỏ đáp án này đi Ơ ờ, thì ra đáp án rồi Câu 35 chọn C <laughs> Được chưa? C âm hẳn này Nó gì có bằng không? Như vậy câu 35 người ta chọn đáp án là C luôn à, B dương này Các em nhìn thấy B dương Tại sao em thấy biết B dương? Hàm số mà có một cực trị Thế thì A nhân B sẽ dương A mới cùng dấu Mà A là dương rồi Thì B chắc chắn sẽ phải dương theo AB cùng dấu nó có một cực trị. Còn ba cực trị thì AB âm các em nhớ thầy cái mẹo này đoán dấu AB nhé. Dấu và AB... chắc chắn có một câu hỏi về dấu của các hệ số trong người ta còn gọi là dấu đồ thị trong AB. Các em học thuộc có thể cái dạng này đi, dạng này dễ lắm. Người ta có hỏi thể hỏi đồ thị của một hàm bậc 3 hoặc là hàm bậc 4 gì đó hoặc là hàm bậc nhất hay bậc nhất. Nhưng người ta sẽ hỏi rõ dấu. Các em để ý một số các cái mẹo làm bài đặc biệt cho hàm bậc 4 mà thầy đã nói. Dễ lắm, được chưa? Đấy, thầy đã dạy ra cách nhớ rồi nhá học thầy không nên là, làm một 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 đề của thầy thôi là bằng cái học cả tháng Được chưa thì thầy đã tổng kết kinh nghiệm ra đây rồi em chỉ ghi vào sổ tay thế là xong kiểu gì thì thi nó hỏi tiếp tục xong câu 35 rồi thì chúng ta sẽ có đó là câu 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 gì gì? Úi giời ơi câu 36 là câu 36 tiếp tục lại là một câu bài toán chọn hay vẫn là một bài toán tổ gì tổ hợp như vậy ngoài một câu tính xác suất này vẫn còn một câu hỏi chỉnh hợp tổ hợp quy tắc cộng quy tắc nhân. Thầy giáo Dương hôm lại lúc trong này lại nhiều thầy giáo thế nhỉ? Thầy giáo Dương có 30 câu hỏi khác nhau, 5 khó, 10 trung bình, 15 dễ. Trong số 30 câu đó thì lập được bao nhiêu đề kiểm tra? Mỗi một đề có 5 câu hỏi khác nhau. À như vậy là thầy phải chọn. Trong đề này là thầy phải chọn 5 câu từ 30 câu hỏi. Vậy ta ghi không gian mẫu trong trường hợp này chính là chọn 5 câu hỏi khác nhau. Chọn 5 câu khác nhau từ 30 câu. Chọn 5 câu khác nhau thì bây giờ dùng chỉnh hợp hay tổ hợp các em? Dùng chỉnh hợp hay tổ hợp nhỉ? Chọn 5 câu khác nhau. Mà 30 câu hỏi này vốn nó cũng đã khác nhau rồi. Chọn 5 câu khác nhau. Thế thì là chỉnh à tổ hợp đúng không? Mỗi một đề có 5 câu hỏi khác nhau sau trong trong mỗi đề ít nhất phải có đủ 3 câu. Cho thầy hỏi, trong một cái đề ý đấy mà nó có gần đấy câu rồi đảo thứ tự đi thì chắc vẫn là cái đề ấy thôi. Như vậy chúng ta sẽ dùng chỉnh à, ta dùng tổ hợp đi. Chúng ta dùng tổ hợp đi. Vì mỗi một đề, ta mỗi một đề là một bộ 5 câu trong 30 câu một đề mà có 5 câu mà kể cả có đảo thứ tự đi thì chắc nó vẫn là cái vẫn là có giá trị nguyên là cái đề đấy. Vì trong các đề này họ chỉ nói các đề được phân biệt bởi đó là số câu hỏi dễ, khó và trung bình. Được chưa? Nên thầy nghĩ rằng là em có đảo thứ tự đề lấy đi các câu hỏi thì cái đề cũng vẫn chỉ là chọn 5 câu từ 30 câu thì cái đề vẫn còn nguyên giá trị đấy. Ờ, chính vì vậy mà thầy sẽ dùng uh, tổ hợp trong trường này đó là dùng C530. Thế bây giờ bây giờ thầy sẽ phải thiết lập một cái đề mà trong này có đủ ba câu khó, dễ, trung bình, trong đó nhớ là số câu dễ là không ít hơn 2. Không ít hơn 2 có nghĩa là không được ít hơn 2. Có nghĩa là phải lớn hơn hoặc bằng 2. Đúng chưa? Không được nhỏ hơn 2 mà thì phải lớn bằng 2. Như vậy chúng ta phân trường hợp ra, trường hợp 1 này, trường hợp 2 này, trường hợp 3 làm vào bài cái phân trường hợp ra là một ngày số câu dễ ít hơn 2 thì chúng ta phải phân trường hợp ra để làm thôi chúng ta sẽ gọi số câu dễ có thể là hai câu số câu dễ có thể là ba uh, câu à nhưng mà đề phải có cả đủ khó dễ trung bình thế thì uh, trong đề mà có ba câu rồi thì không thể được có cái trường hợp dễ mà nó có bốn câu được bốn câu thì điên lắm thì chờ ba không có như vậy trường hợp này chúng ta lại chia ra tiếp này. Nếu như dễ 3 thì chắc chắn là phải có khó một câu và trung bình một câu. Đúng không? Trường hợp này thì không thể có cách nào khác nữa rồi, là 1 1 1. Dễ 3 câu thì kiểu gì phải khó một và trung bình một. Thế còn dễ hai câu thì chúng ta sẽ chọn tiếp ba câu còn lại là gồm cả gì? Khó và trung bình. Đấy Vậy thì tính ra số cách luôn cho em này Số cách của trường hợp 1 Và trường hợp 2 Là như sau Nếu như dễ hai câu Thì chọn luôn hai câu dễ đi Chọn hai câu dễ Từ bao nhiêu câu dễ đây 15 câu dễ Như vậy chúng ta sẽ có số cách sẽ là C2 15 Và chọn luôn 3 câu Trong khó và trung bình luôn Chúng ta sẽ có C3 của Khó và trung bình đâu ấy nhỉ khó 5 trung bình 10 15 luôn xong nhân lại là ra nhé trường hợp 2 là dễ 3 có nghĩa là C3 của 15 cứ bình tĩnh mà nào khó một câu chọn một câu trong bốn câu khó tức là C1 của khó tức là C1 của 5 nhân với C1 của trung bình tức là C1 của 10 thực ra là C1 của 5 là bằng 5 C1 của 10 là bằng 10 mà thử đếm tổng số cách lại xem có ra gì không nào nó không ra đáp án nó phải suy nghĩ đấy nhé Đấy con hiểu chưa Giờ ấn cùng với thầy nó sẽ có như sau 15 C2 Nhân với 15 C3 Bằng Ôi rồi dài thế Được chưa 4 7 7 7 5 Khiếp nhỉ dài quá 4 7 7 7 5 uh, 15 C3 Nhân với 15 C1 À đâu 5C1 Chứ thực ra 5C1 nó bằng 5 Và nhân với 10C1 Đúng chưa Lúc nãy mình thấy có cái điều gì đó nó cứ sai sai Lúc nãy là chọn trong 3 câu trong uh, khó và trung bình đúng không? Khó và trung bình à, Ừ không 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 sai không sai có không gì đâu mà sai Được chưa? Các em nhìn tiếp đáp án đi xem bộ thầy xem đáp án là gì. Sẽ ấn bằng này. Chúng ta sẽ có 22750. Lấy 22750 này mình cộng với 477 477 75 70525. Xác suất cần tính sẽ bằng 70525 chia cho C530 chia cho 30 ship C5 xem có đáp án nó không đã 775 phần 1566 à, quên mất nó không phải tính xác suất đâu mà quên mất mình tính xác suất nó chỉ hỏi là tính số cách thôi mà này bên này chỉ hỏi tính số cách thôi chứ không phải xác suất nhé quên mất thể tìm tính xác suất nên đi xác suất cần tính à, thế thì tổng số cách trường hợp này chính là bằng 70525 chưa tôi không có đáp án chết rồi 36 sai rồi sai rồi đáp án có thầy to quá rồi thì, sai chỗ nào rồi không có đáp án rồi bảy không năm hai không ra cái số 30 câu hỏi khác nhau trường này là có vấn đề rồi chết rồi lại nhờ xem lại không ra ờ à, em xem kỹ hộ thầy xem xem uh, có vấn đề gì đó không nhỉ đầu tiên xem lại từ đầu nhá không gian mẫu này chọn 5 câu từ 30 câu chúng ta chọn c 530 đúng rồi nhỉ từ từ mỗi một cái đề bây giờ thầy đang thắc mắc là một cái đề mà đảo về mặt phân bố lượng câu hỏi thấy biết rồi nhưng bây giờ trong chọn năm câu hỏi ấy mà bây giờ thầy đảo thứ tự cái cái cái, cái, cái đề ấy đi năm câu ý đấy thì thầy có tính số cách mới không nhỉ đề này nó cũng không nói thầy cũng không biết là nếu mà đảo thứ tự thế đi thì có được tính là một đề mới không hay là không tính nếu mà nó thầy bấm sai nhé Lúc nãy thầy bấm sai chỗ nào ấy nhỉ Tôi hay để thầy bấm lại đã Xem có sai không Ơ ừ, ờ, đúng rồi nhỉ Lúc nãy thầy bấm đúng mà Đây Các em xem mọi thầy xem nó có, có sai chỗ nào 15C2 nhân với 15C3 Ừ 15C2 và 15C3 Đúng rồi nhỉ 4, 7 7, 7 5. À, Còn cái thứ hai là Các em xem cũng bấm có Có Ờ, ừ. Em em nhập thế nào nhỉ? Thầy đúng rồi đúng Sao thầy bấm kiểu gì mà nó lại ra là 70525 nhỉ? Cái, em có nhập giống thầy không? Được chưa? Em 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 nhập gì? Rồi em em thể nhập gì đấy? Chúng ta sẽ có đó là 15C3 này, nhân với 5C1 này nhân với trung bình à nhân C1 của 10. Em nhập thế nào ấy nhỉ? Em phải nói cho thầy nghe xem nào À không gộp được vào à? Ơ, à, nếu mà chia trường hợp ra thì phải được phép gộp chứ nhỉ? Làm xong thì phải cộng lại chứ con Sao làm xong rồi không cộng lại được nhỉ? Xem nào, chia ra các trường hợp ra xong là mình phải cộng lại chứ nhỉ? à cái chỗ gộp này là sai thật đúng rồi à, cái chỗ mà gộp ra ba câu trong số câu khó trung bình là phải phải chia tiếp trường hợp ra đúng không quên mất là nếu như mình mà gộp luôn ba câu và cả khó với trung bình đi cùng với nhau ấy thì coi chừng rằng nhỡ nó chọn và phát ba câu khó luôn thì không ăn thua Thế nên là rất nguy hiểm cái câu này cái trường hợp một này phải tách ra đúng rồi trong ba câu khó trung bình ấy lại tách ra làm dễ hai một khó đúng rồi đấy và hai trung bình đúng chưa rồi lại phân ra đó là dễ hai hai khó và một trung bình đây phải nhập thế này này thì mới là đúng chứ nếu mà nhập luôn và phát là ba câu trong khó trung bình thì nó sẽ không ra thật được chưa như vậy thầy sẽ phải nhập lại thầy sẽ có Uh, cái cách của trường hợp 2 thì không đổi cách trường hợp 1 thì sẽ nhập lại được chưa Thầy sẽ nhập lại thành 15 ship C2 uh, bỏ cái này đi được chưa mà bây giờ nó tách thành hai cái này luôn nhân với à. được chưa uh, một... à, một nào một khó một khó là có 5 cách luôn cho nên nhanh hai trung bình trung bình 10 C2 Cứ bình tĩnh và bấm Rồi cộng với này Bây giờ 15 ship C2 Rồi nhân với 2 của khó C2 của khó đây có nghĩa là C25 5C2 đúng không 5C2 Nhân với một trung bình một trung bình lần này có nghĩa là uh, 10 đúng không 10 Thế kết quả hiện ra sẽ là 34125 sau khi hiện ra 3, 4, 1, 2, 5, Thì mình sẽ cộng với cái trường hợp 2 Đó là 2, đúng rồi Nghe có vẻ tưởng tượng ra là bản đúng rồi đấy Cộng 2, 2 7, 5, 0. Thì nó sẽ bị đúng là 5, 6, 8, 7, 5. Đúng rồi 5, 6, 8, 7, 5 đáp án là A, à. Như vậy chúng ta nhớ cho trường hợp này cho thầy nhé à, thứ nhất là nếu như một cái đề mà phân ra bộ câu hỏi thế rồi mà chọn 5 câu thì theo ý nguyện của cái đề này Thì khi họ không quan tâm đến cái việc đó là thứ tự trong một cái bộ đề thì chúng ta không tính ra một bộ đề mới nếu kể cả đảo thứ tự đi mà người ta chỉ quan tâm đến số lượng câu hỏi có trong đó còn nếu mà người ta có nói là một cái bộ đề được tính khác nhau là khi kể cả thứ tự câu hỏi cũng khác nhau thế quý ấy coi chừng chưa chắc là dùng a dùng c đâu mà có khi lại có khi lại dùng a nên đấy vì nó quý ấy quan tâm đến cả thứ tự của bộ đề luôn trường hợp này chúng ta chỉ cần phân khéo cho thầy chú ý đừng có chọn luôn phát ba câu trong tổng khó và trung bình và chúng ta sẽ phân ra một khó hai dễ à nó một khó trung bình hoặc là hai trung bình một hai khó một trung bình làm ra như vậy sẽ chính xác hơn Thế chưa? sẽ ra đáp án. Rồi chúng ta chú ý cái chú ý nhé. Được chưa? Thôi chắc là để bắt đầu những câu sau trở đi chúng ta để dành sang video tiếp theo để chữa không nhiều bạn lại buồn ngủ lắm rồi. Được chưa? Thì chúng ta cũng đi ngủ được rồi. Thôi, chắc thầy chào tất cả các em nhé. Qua đề này chúng ta hy vọng sẽ học được thêm rất tất cả rất nhiều điều và chúng ta bắt đầu thấy cái phần lớp 11 là chúng ta sẽ phải chú ý hơn một chút để làm bài cho nó chắc chắn. Chúng ta nên luyện tập ngay đi trong thời gian cuối này nếu bạn nào mà còn chưa ôn vững 11 thì các em nên có thể ôn thêm. Được chưa nào? Rồi, các câu hỏi đằng sau các em vẫn có thể làm được mặc dù nó chỉ hơn nâng cao một tí thôi. Nhưng mà thầy đã chữa 36 câu được 7,2 điểm rồi. Như vậy mục tiêu chắc chắn là em đã đạt được 7 điểm. Như vậy đạt được mục tiêu đề ra là thành công rồi nhá. Mà thầy chỉ bấm ít rất rất ít câu, thầy chỉ bấm có một hai câu gì đó thì bấm thôi. Còn hầu như là các câu này các em học cách tính nhanh với thầy, học cách dễ hiểu với thầy, những cách hiểu dễ với thầy, học cách một số tư duy. Chúng ta nhớ là phải có làm sai ra mới có thể làm đúng được, được chưa? Nên là các em cứ bình tĩnh để mà ôn. À, cố gắng làm thêm ít hình và làm thêm ít câu 11 nữa thì sẽ thành công ở trên vẻ ngay được chưa rồi các câu đằng sau thầy đã tải đề, đề đến rồi đấy em có thể tập làm trước đi đề sau thầy sẽ chữa cho ok nhé rồi thì chào các bạn chào các em thầy em học tốt ngủ ngon nha bye bye thank you very much được chưa thank for watching